Ông nội mày chưa bao giờ một lần thất tình. Tao tự tử 4 lần đó, mày vẫn không chết. Nữa? Mày thấy ghê không? Kỳ này á, đi nhớ đem về cho ông một đứa cháu dâu thiệt là đẹp mà thiệt là ngoan. Không xong là không yên với ông rồi nha. Dạ, con biết rồi nội. Đây là Phương Thúy đó hả? Dạ, đẹp hơn trong hình đúng không ngoại? Xấu hơn. Ở dưới quê mà cũng biết dùng nĩa, dùng dao. Dao này dưới quê nó còn không chết nguyên con bò đó. Miếng thịt bò ăn thua gì.